cây cam ruột đỏ. Những dụng cụ cần thiết để chiết gồm có dây, cái đó là dao. Tiếp theo nữa là bịch ni lông. Và nguyên liệu cuối cùng dùng để chiết mà cực kỳ quan trọng đó là mụn dừa. Có thể gọi là còn gọi là bụi dừa hay là sơ dừa cũng được. Bởi vì nó làm từ vỏ trái dừa. Bây giờ chúng ta chọn một cái cành trên cây. Như cái cành này thì nó dài khoảng 40 cm. Chiếc nó nhỏ thì nó dễ sống hơn là to. Và bắt đầu. Đầu tiên là dùng cái dao chiếc để lột da của nó ra. Cái đoạn lột da này dài khoảng 1 cm. Đoạn lột da đã xong. Và bây giờ là quá trình quấn dây vào do anh Mạnh, kỹ thuật viên công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống thực hiện. Quá trình quấn đã xong và bây giờ bắt đầu dùng cái mụn dừa để bó vào. Mụn dừa này thì độ ẩm hơi ướt nên anh Mạnh vắt cho nó chảy nước bớt ra và tiến hành bó vào. Bó buông luôn nha. Đây, phần vắt bộ dừa đã xong và bây giờ dùng bao ni lông bó lại. Cái bầu cây chiết đã xong sau khi khoảng 1 tháng và 1 tháng rưỡi thì cái bầu cây này nó ra rễ kín trong cái bầu sơ dừa này và chúng ta vẫn hành cắt ở vị trí này để được một cái cây con có thể đem ra trồng được.
Bây giờ chúng ta hãy xem kỹ thuật ghép cây ổi ruột đỏ bằng gốc ổi Đài Loan. Đây là cây ổi Đài Loan dùng để làm gốc ghép, được buộc một cái dây ni lông để treo lên một trên vàng. Và nguyên liệu thứ hai là cây ổi dùng để ghép. Đây là cây ổi ruột đỏ có cành ghép như thế này, và lát nữa chúng ta sẽ ghép vào một cái vị trí nó dài khoảng, cho cái cây dài khoảng 2 tấc. Ở đây là người ghép Hot Boy Miss Mạnh. Dụng cụ để ghép gồm có dao. Đây là dao. Hay dao ghép. Dao ghép. Đây là băng ghép dùng để quấn cái vị trí ghép lại. Đây. Giờ tiến hành cắt gốc ghép. Cắt vát mỏng đều hai bên. Vị trí ghép được cắt xong trên cành ghép. Tiến hành cắt cành ghép một đường từ phía dưới lên. Tiến hành lắp gốc ghép vào và quấn dây lại. Quấn dây cố định vị trí lên ghép lại. Và cái dây quấn này có tác dụng chống nước, chống sét nữa. Thế là cái vị trí ghép đã quấn dây xong. Và để lấy dây, cái dây buộc lúc đầu ta cố định cái cành và cái gốc ghép lại, treo lên vàng. Dây này chỉ ở Việt Nam mà có thôi. Anh Mạnh thì nói là cái vàng này ở Việt Nam mới có. Là cái vàng do anh ấy tạo từ ngày hôm qua. Bên Mỹ là không có đâu nha. Và cái cành ghép đã xong. Đây là cái vàng ghép được tạo trước đó và đã được ghép hàng chục cây rồi, cái cây ổi tím này. Với cái vàng ghép này thì đang treo khoảng trên 30 cây. Cho một cây ổi nhỏ xíu này thôi. Anh Mạnh làm xong và đang cười rất tươi. Cười biết tươi mới cái chữ. Mà 8 giờ tới à. Nguyên mà 8 kìa. Đụng mấy lần bôn chắc. Này không? Thôi tao ghép kinh nghiệm 30 năm đó mày. Rồi dữ vậy. Dạ. Vô duyên nữa hả? Thêm thằng nữa. Ông tí anh tự nhiên ngoài không đi đâu, đi chen vô trong đó đã rồi bị mới bị la làng về tới mày. Ai Mạnh à, chị Tiên chưa hả uống. Thôi chưa nè, ông Lùng nó lại đòi mày 40 ngàn đó. Chúng nó đi là tới đó con. Ông Lùng. Nó mới đi. Mày có hớt cái vụ gì đâu chạy. À, mày hả, mày nói với nó là mày đưa xì tin gì cả, nó à, nói chút à, xíu nó lại nè. Không, không mùi sao. Thằng Mạnh này nó lại có 40 ngàn để mất uy tín. Nó thôi giờ chưa nay. Bà chăm vô không biết đâu. Chăm cái đầu mày, đủ mẹ mày. Bà ấy bà mua đi nha. Mua, cái này thôi vậy chưa nay tôi lại rồi. Chưa cô anh đi làm về, ông đưa 40 ngàn đi rồi đưa tôi lại tôi mua cho. Mày đã uống xì tin sền sạch nữa. Ủa.
mày nói tao thêm hả? Với cái ông nội đó ông bán mà bà nghĩ cái ngon lành gì trái 4.000 bà ba bà đi mua với ai mua tôi nghĩ hả? Ừ bán giỡn người là gì đi ngoài cắt ấy thêm đi lùm á. Trời ơi, kỳ vậy. Nghe nói thằng Mạnh này ai mới đầu không biết thì thương thích nó lắm. Biết rồi chữ còn hơn là gì.